Xin chào các anh các chị. Trong video tiếp theo hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các anh các chị cách lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu áp dụng theo hai cái quyết định mới nhất mà Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu mới công bố. Đó là quyết định số 29, quyết định Sở Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2021 về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021, và quyết định thứ hai là quyết định số 33, quyết định Sở Xây dựng về việc công bố giá cao máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Thì quyết định này được ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2021. Thì để mà sử dụng được hai quyết định này khi mà lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thì hiện tại phần mềm dự toán data đã lập sẵn cái cơ sở dữ liệu đơn giá áp dụng theo định mức thông tư số 10 để trên phần mềm chúng ta có thể sử dụng khi mà lập dự toán, dự thầu, thẩm tra quyết toán trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nó được thuận tiện và dễ dàng hơn. Thì xin mời các anh chị xem cái cách sử dụng trên phần mềm dự toán data như sau. Đầu tiên thì đối với các anh chị mà chưa sử dụng phần mềm dự toán data hoặc là muốn sử dụng trải nghiệm cái bản miễn phí của chương trình dự toán data ấy, thì các anh chị vui lòng truy cập với trang web là dự toán data.vn theo cái địa chỉ này. Các anh chị chú ý này, dự toán data.vn. Sau khi mà các anh chị đã truy cập thành công vào website thì các anh chị dê chuột vào mục tải về, và chúng ta có thể tiến hành tải cái bộ cài về cho hệ điều hành phù hợp của chúng ta. Đó là với Windows 7, 8, 10 thì chúng ta kích vào đây. Đối với Windows XP chúng ta kích vào đây để chúng ta tải về, đúng không ạ? Sau khi mà các anh chị đã tải về thành công thì chúng ta sẽ tiến hành chạy mở cái phần mềm dự toán lên. Đây, cái chương trình dự toán data sau khi cài đặt thành công nó sẽ có cái biểu tượng như này. Đó. Hiện nay là cái phiên bản mới nhất là 3.1.30. Đối với các anh chị đang dùng bản quyền thì các anh chị vui lòng cập nhật cái version này mới nhất lên. Thì sau khi mà các anh chị đã mở thành công cái phần mềm dự toán data lên, thì đầu tiên để mà sử dụng được cái cơ sở dữ liệu của tỉnh Lai Châu, đúng không ạ, thì các anh chị sẽ kích vào cái phần tải đơn giá này này, kích vào tải đơn giá này. Đó. Sau khi tải kích vào đây thì các anh chị tìm đến tỉnh Lai Châu để chúng ta tải về. Và cũng lưu ý các anh chị là trong cái cơ sở dữ liệu đơn giá của phần mềm data đã cập nhật đầy đủ tất cả cơ sở đơn giá của 63 tỉnh thành, cũng như là các cái định mức đơn giá chuyên ngành như là của ngành điện này. Đấy, đường dây trạm biến áp nếu các anh chị có nhu cầu dùng chúng ta tải về này, hay là hầm nò này, hay là rất nhiều cái định mức chuyên ngành nữa, đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhìn thấy tỉnh Lai Châu đây. Đối với các anh chị mới cài lần đầu thì chúng ta sẽ kích vào phần tải về. Còn đối với các anh chị mà đã sử dụng bản quyền của ETA có sẵn rồi ấy, thì nó có chữ cập nhật, thì các anh chị vui lòng cập nhật lại cái cơ sở dữ liệu để chúng ta cập nhật được cái cơ sở dữ liệu mới nhất theo cái hai cái quyết định mà tôi vừa chia sẻ, đó là cái quyết định 29 và quyết định 33, đúng không ạ? Chúng ta kích vào đây, chúng ta tải cái cơ sở dữ liệu của Lai Châu về. Sau khi tải về thành công thì bước tiếp theo là các anh chị sẽ lựa chọn cái tỉnh thành để sử dụng, đúng không ạ? Đây chính là cái Lai Châu chúng ta vừa tải về thì nó sẽ hiển thị ở đây. Đó. Và sau khi chúng ta lựa chọn xong tỉnh Lai Châu thì các anh chị thấy là phần mềm nó sẽ hiển thị ra cái danh mục đơn giá của tỉnh Lai Châu. Như các anh chị biết là trước kia những năm 2013 thì tỉnh Lai Châu có ban hành các cái bộ đơn giá theo cái quyết định 1892. Nhưng gần đây thì tỉnh Lai Châu cũng chưa kịp thời ban hành các cái đơn giá theo các cái định mức mới, đó là như các anh chị biết là thông tư 10 thì ban hành 6 cái tập định mức, đúng không? Phần xây dựng này, phần lắp đặt này, phần khảo sát, phần sửa chữa, phần thí nghiệm chuyên ngành và một cái phần đặc thù là phần lắp đặt máy, đúng không ạ? Thế thì hiện tại thì trên địa bàn tỉnh Lai Châu là Ủy ban tỉnh chưa ban hành cái đơn giá theo cái tập định mức này. Thì do đó chúng ta vẫn sử dụng cái gì ạ? Cái cơ sở dữ liệu là định mức theo thông tư số 10 để chúng ta sử dụng. Thì trong này phần mềm đã tích hợp đầy đủ hết rồi. Thì các anh chị chỉ cần tích chọn để sử dụng thôi. Ví dụ như là các anh chị dùng các cái toàn bộ định mức thì các anh chị tích tất vào đây. Còn nếu mà nhu cầu chúng ta cái phần lắp đặt máy chúng ta không sử dụng thì thôi, chúng ta bỏ qua, không cần tích vào cái phần lắp đặt máy. Đây, các anh chị chỉ sử dụng tích 5 cái phần định mức này. Đó. Và sau khi tích chọn xong thì các anh chị kích vào phần sử dụng đơn giá đã chọn. Đó. Thế thì các anh chị lưu ý cho tôi một chút là gì ạ? Ở địa bàn tỉnh do chưa xây dựng cái bộ đơn giá, chưa công bố cái bộ đơn giá xây dựng công trình, do đó thì trên phần mềm dự toán data chúng tôi dựa vào hai cái cơ sở dữ liệu, đó là theo quyết định 29 và quyết định 33 để chúng tôi xây dựng nên cái đơn giá để chúng ta tra cái công việc ra, dữ liệu ra nó thuận tiện hơn, nó có sẵn cái đơn giá để chúng ta sử dụng. Và hiện tại thì ETA đang xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho theo hai cái quyết định 29 và 33 là cho vùng 3. Như các anh chị biết, hai quyết định này được công bố là trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì có hai vùng, đúng không ạ? Vùng hạng 3 là gồm địa bàn thành phố Lai Châu và vùng 4 là các huyện còn lại của tỉnh Lai Châu. Đó, thì trên phần mềm hiện nay là đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho vùng 3. Còn cái cơ sở dữ liệu gốc của vật liệu thì như anh chị biết là được tham khảo lại theo gì ạ? Theo cái cơ sở dữ liệu gốc, cái bộ đơn giá gốc trước đây của tỉnh Lai Châu đã ban hành.
Đó thì các anh chị lưu ý như vậy. Thế thì sau khi mà đã chọn xong được cái bước chọn cơ sở dữ liệu thì bước tiếp theo là các anh chị sẽ vào cái mã hiệu công việc. Thế thì để vào mã hiệu công việc thì các anh chị kiểm tra để con trỏ chuột vào phần ô mã hiệu công việc này và gõ mã. Đó, ví dụ như này, tôi gõ là AG111 thế này chẳng hạn thì lập tức phần mềm nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta các cái mã hiệu công việc phù hợp đúng không? Và chúng ta tích chọn và chọn như này thì lập tức phần mềm nó sẽ đưa cái mã hiệu vào cho anh chị đúng không? Đây, như anh chị thấy là tôi vừa trình bày là cơ sở dữ liệu vật liệu thì là được lấy tạm thì tham khảo theo cái đơn giá gốc trước đây. Anh chị lưu ý nhé, theo đơn giá gốc trước đây. Thế còn cơ sở về đơn giá nhân công và đơn giá ca máy chính là theo hai cái quyết định mà tôi vừa chia sẻ, đó là gì ạ? Quyết định số 29 và quyết định số 33. Anh chị lưu ý như vậy nhé. Đó, và cái cơ sở dữ liệu này, đơn giá này đang xây dựng cho gì ạ? Cho vùng 3. Còn lát nữa nếu như công trình này chúng ta xây dựng trên vùng 4 thì chúng ta sẽ điều chỉnh theo vùng 4, thì phần sau tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các anh chị. Đúng không? Thế thì đấy là cách các anh chị nhớ mã, các anh chị vào cái mã hiệu này. Thế trường hợp các anh chị không nhớ mã thì các anh chị sẽ tra theo tên đúng không ạ? Vì là các anh chị biết là cái hệ thống cơ sở định mức mà Bộ Dựng ban hành nó cũng khá là nhiều, nó đến 17 18 ngàn cái mã hiệu công việc. Thì đối với một số anh chị mới vào nghề hoặc là các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn sẽ không thể gì ạ, không thể nhớ được toàn bộ cái đầu mã hiệu công việc được. Mà trong quá trình chúng ta lập dự toán đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tra theo cái tên công việc của trong hồ sơ dự toán thôi đúng không. Thế thì để mà tra được cái tên công việc theo hồ sơ dự toán thì các anh chị để con chuột chuột vào cái phần mã số công việc này và chúng ta tiến hành tra. Tôi ví dụ như là trong công tác mà chúng ta tra nó có liên quan đến công tác là bê tông chẳng hạn, chúng ta chỉ cần gõ từ khóa là bê tông đó thì lập tức các công tác về bê tông nó sẽ hiển thị cho các anh chị đúng không, để chúng ta lựa chọn. Hay là ví dụ như trong công tác của chúng tôi có công tác là gì, đào đất chẳng hạn, thì tôi chỉ cần gõ chữ đào đất như này đó thì lập tức các công tác về đào đất nó sẽ hiển thị đúng không. Đào đất thì có, các anh chị biết là có hai hình thức đào đất bằng máy hoặc bằng thủ công đúng không. Thì tôi ví dụ như tôi tìm đào đất bằng máy như này đó thì lập tức các công tác đào đất bằng máy nó cũng sẽ được hiển thị ra. Và như anh chị biết là trong cái phần tìm kiếm này nó gợi ý cho chúng ta là đào đất bằng máy bằng 1,25 này, hay là máy 1,6 hay máy 2,3, thì tùy vào nhu cầu chúng ta lại tiếp tục search tìm kiếm nữa. Thì đây cũng là một trong những tính năng rất là ưu việt của AI, là tìm kiếm rất là thông minh, giống như với việc mà chúng ta search trên Google, có thể chúng ta tìm đến cái nội dung gì thì chúng ta gõ cái nội dung đấy thì lập tức phần mềm nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta. Và trong cái phần tìm kiếm này thì cũng chia sẻ với các anh chị có một cái nội dung rất là hay của chương trình dự toán AI, đó là chức năng tìm kiếm không dấu. Tôi ví dụ tôi muốn tìm công tác sơn tường, tôi chỉ cần gõ sơn tường như này không có dấu thì phần mềm cũng đều hiểu được và hiển thị cho các anh chị đúng không. Bình thường như với một số phần mềm hiện nay trên thị trường ấy, các anh chị sử dụng ấy, thì chúng ta phải tìm đúng từ và ngữ đúng không thì nó mới ra được. Còn hiện nay thì với AI chúng ta chỉ cần tìm cái từ không dấu này nó cũng đều hiểu và nó tra ra cho chúng ta đúng không. Thì đấy là một vài cái cách chúng ta tìm kiếm và đưa cái mã hiệu công việc vào trong hồ sơ dự toán chúng ta. Các anh chị lưu ý như vậy, chúng ta có thể tìm theo mã, chúng ta có thể tìm theo tên, rất là đơn giản. Thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước này rồi đúng không ạ, thì đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì ạ, đưa cái khối lượng dự toán vào cho trong hồ sơ dự toán đúng không ạ. Thì cái việc vào khối lượng khá đơn giản, các anh chị có thể vào trực tiếp như này đúng không ạ. Đó, hoặc là chúng ta diễn giải chi tiết cái khối lượng ra 2 nhân 2 cộng 3 thế này chia cho 100 chẳng hạn, ví dụ thế. Thì các anh chị cứ gõ khối lượng số học thông thường. Còn nếu các anh chị muốn ghi chú cái khối lượng này nó là cái khối lượng gì thì chúng ta ví dụ ghi chú là A chẳng hạn, 2 chấm. Đó, anh chị ngăn cách cho nó bằng cái dấu 2 chấm là được, đúng không? Thế thì muốn phát sinh thêm khối lượng tiếp theo thì các anh chị gõ bình thường như này thôi, B cộng 2 này, đúng không? Đó, thì tiếp tục lập tức là phần mềm nó sẽ đưa khối lượng tổng cộng lên cho anh chị. Thế trong cái phần nhập khối lượng này nó có một cái mẹo nho nhỏ mà rất nhiều anh chị khi mà sử dụng các phần mềm cũ trước đây không thực hiện được. Tôi ví dụ như là tôi có một cái công việc phát sinh mà nó giống với khối lượng của công tác trước đó tôi đã lập. Các anh chị hình dung giống như trong quá trình mình lập dự toán thì có những công tác khối lượng về xây nó sẽ bằng khối lượng về chát này, hay là bằng khối lượng về sơn này, đúng không? Thì thông thường với một số phần mềm cũ trước đây là khi mà chúng ta nhập khối lượng dự toán là chúng ta phải nhập cho tất cả các khối lượng các công việc đấy. Thì với AI cái việc link khối lượng nó giống như việc các anh chị thực hiện trên Excel ấy, chúng ta chọn chuột vào. Tôi ví dụ như công tác số 5 này là khối lượng công tác xây chẳng hạn, đúng không? Và công tác số 6 là khối lượng của công tác sơn chẳng hạn, hoặc là công tác chát chẳng hạn, thì tôi chỉ cần chọn chuột cái bằng như này, tôi chọn chuột lên ô M11, đúng không? Tôi enter. Đó thì lập tức cái khối lượng của công tác số gì? Số 5 đã được link sang cho công tác số 6, đúng không ạ? Thế thì sau này nếu trường hợp mà chúng ta có phát sinh thêm khối lượng của công tác số 5, tôi ví dụ khối lượng là C, đúng không? 2 cộng 2 chia cho 3 chẳng hạn như vậy, thì lập tức là gì? Cái khối lượng của công tác số 5 nó được kết chuyển và link sang cái khối lượng công tác số 6. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải nhập lại khối lượng cho công tác số 6 nữa. Đó là một trong cái tiện ích rất là hay của phần mềm dự toán AI, để chia sẻ với các anh chị là trong quá trình chúng ta
nhập khối lượng dự toán nó sẽ nhàn hơn rất nhiều so với những cái phần mềm cũ trước đây mà các anh chị đã sử dụng, là chúng ta phải nhập thủ công tất cả các cái khối lượng đó. Thì như vậy là đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước là gì? Đưa cái mã hiệu công việc cũng như là đưa cái khối lượng dự toán vào trong hồ sơ của chúng ta, đúng không? Sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái bước này rồi thì bước tiếp theo, nếu như mà các anh chị lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn là gì ạ? Vùng 4 như vừa chia sẻ phần đầu của video đấy, là gì ạ? Đây là cái đơn giá gì? Chúng tôi lập là lập tính toán cho vùng 3 là địa bàn thành phố Lai Châu. Còn đối với các anh chị mà đang sử dụng lập dự toán xây dựng công trình cho vùng 4 là các huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu thì các anh chị sẽ phải thực hiện các cái bước như sau. Bước thứ nhất, đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái giá vật liệu theo cái công bố hàng tháng, hàng quý mà Sở Xây dựng Lai Châu có công bố, đúng không? Thì cái việc điều chỉnh giá vật liệu này nó có hai cách để chúng ta điều chỉnh. Một là các anh chị nhập thẳng bằng tay vào đây, tôi ví dụ giá cát vàng bây giờ là bao nhiêu tiền, tôi nhập thẳng vào đây như này, đúng không? Giá đá bao nhiêu tôi nhập vào bằng bằng tay thủ công vào. Cách thứ hai là gì? Phần mềm sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong cái việc mà cập nhật cái giá vật liệu. Các anh chị lưu ý nhé, cập nhật giá vật liệu xây dựng theo công bố hàng tháng, hàng quý mà các sở xây dựng trên toàn quốc công bố như theo quy định của nghị định số 10 các anh chị biết, và 68 trước đây cũng thế, là các sở sẽ phải công bố cái giá theo hàng tháng, hàng quý và chúng ta sẽ cập nhật cái giá này vào hồ sơ dự toán chúng ta, đúng không? Thì thông thường như với các phần mềm trước đây các anh chị sử dụng ấy là chúng ta hoàn toàn nhập thủ công bằng tay, nhưng với phần mềm dự toán data thì phần mềm sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái việc cập nhật cái giá này. Thì để mà cập nhật được cái giá này thì các anh chị sẽ kích phải chuột vào đây, và cái cột giá TB này này, giá thông báo này, đó, nó có cái chức năng là nắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu như này. Đó, hiện nay thì phần mềm đã cập nhật đến giá tháng 4, đúng không, năm 2021. Còn trường hợp là chúng ta muốn sử dụng các cái giá cũ trước đây thì chúng ta chọn vào chỗ này nhé, anh chị nhé. Ví dụ tôi sử dụng ở huyện Than Uyên, tôi sẽ kích vào đây, tôi tải về như này. Đó, và sau khi tải về thành công thì các anh chị tiến hành nắp giá. Nó sẽ có những cái chức năng như sau: một là nắp thấp nhất, hai là nắp cao nhất. Hai chức năng này thì xin giải thích cho các anh chị như sau. Trong một công bố giá thì ví dụ như một cái loại xi măng thì sở xây dựng sẽ công bố của rất nhiều nhà cung cấp khác nhau và có giá khác nhau. Thế thì yêu cầu ví dụ như là hồ sơ dự toán mà chủ đầu tư yêu cầu các anh chị phải lập theo cái giá thấp nhất trong công bố giá thì các anh chị chọn vào đây. Cao nhất thì ngược lại, rất đơn giản như vậy mà thôi. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái chức năng là nắp thấp nhất. Đó, thì lập tức các anh chị thấy ngay đúng không? Giá cát vàng, giá đá rồi giá xi đã được lựa chọn là giá thấp nhất trong công bố giá tháng 4 để nắp vào cho anh chị, đúng không ạ? Còn đối với những cái giá mà nó không có trong công bố giá, tôi ví dụ như là giá gỗ này, đúng không? Giá đinh mũ này, nó không có công bố giá hay là bu lông này, thì chúng ta đương nhiên vẫn phải nhập gì? Thủ công bằng tay như này. Đó, tôi nhập thử một cái là 12.000 cho cái giá bu lông chẳng hạn, đúng không? Thì sau khi mà các anh chị đã nhập xong được cái giá vật liệu rồi thì lập tức phần mềm nó sẽ tính cho chúng ta cái gì? Cái chi phí chênh lệch vật liệu ở đây, đúng không? Chênh lệch vật liệu ở đây. Đó, và ra được cái khối lượng vật tư của công trình rất là nhanh chóng như vậy thôi. Thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái gì, cái bảng tổng hợp và tính được cái chênh lệch vật tư cho công trình, thì bước tiếp theo như tôi vừa trình bày là các anh chị sẽ phải điều chỉnh cái gì ạ? Cái đơn giá nhân công theo gì? Theo vùng 4 là địa bàn các huyện. Đó, như vừa chia sẻ các anh chị, đây là giá nhân công của vùng 3 theo quyết định gì ạ? Quyết định 29 các anh chị nhé, anh chị nhớ là đây là quyết định 29 ngày 15 tháng 4, đúng không? Đây là vùng 3 là thành phố Lai Châu. Thế thì bây giờ chúng ta làm ở các huyện thì chúng ta sẽ phải làm cái thao tác là gì ạ? Các anh chị kích phải chuột vào đây, cũng là cột giá thông báo, phần mềm nó có chức năng là lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu như này. Đó, và chúng ta sẽ click vào nút tải về để nó tải cái danh mục giá theo quyết định 29 về, và trước đó là các quyết định số 196 đây, đúng không? Đó, thế thì để mà sử dụng được quyết định 29 này chúng ta chỉ cần kích vào đây và vùng 4 này, chúng ta kích vào và chúng ta áp dụng. Đó. Các anh chị thấy chưa? Lập tức là cái giá nhân công của vùng 4 đã được thay thế cho giá nhân công của gì? Vùng 3. À, rất nhanh chóng như vậy thôi. Thế thì sau khi mà chúng ta đã hoàn thành xong được cái việc này, đúng không? Sau khi hoàn thành xong được cái việc này thì đến bước tiếp theo là các anh chị sẽ kích sang cái phần tổng hợp nhân công đây. Thì lập tức phần mềm nó sẽ gì? Tính cho chúng ta cái chênh lệch của chi phí nhân công, đúng không? Rất là nhanh chóng, khối lượng nhân công và chi phí chênh lệch. Đó. Tiếp theo các anh chị chạy sang phần máy thi công. Thì đối với phần máy thi công cũng tương tự như vậy, cũng giống như với nhân công của cái việc chúng ta điều chỉnh nhân công của vùng 3, thì cái nhân máy thi công chúng ta cũng phải điều chỉnh theo vùng 3 sang vùng 4. Thì như phần đầu đã chia sẻ, giá này là giá của gì? Vùng 3. Chúng ta đã nắp giá vùng 3 thì bây giờ tôi muốn điều chỉnh sang vùng 4 thì cũng kích phải chuột đây, tôi nắp giá từ cơ sở dữ liệu như này. Tôi tải về như này, đúng không ạ? Và sau đó thì nó cũng hiển thị cho chúng ta cái danh mục của ca máy đây, theo quyết định 33 đây, chúng ta áp dụng vùng 4 này, áp dụng. Đó. Thì lập tức cái giá ca máy của vùng 4 đã được thay thế cho chúng ta ở đây. Đó. Thế thì sau khi mà lắp xong giá ca máy, chúng ta có phải điều chỉnh gì nữa không? Thì cũng xin chia sẻ với các anh chị này, cũng tùy vào từng tỉnh. Có tỉnh thì cho phép chúng ta bù trừ chênh lệch nhiên liệu, có tỉnh thì không. Nhưng mà với Lai Châu thì các anh chị biết là cái quyết định 33 này vừa ban hành ngày 11 đúng không? Tháng 4, thì thời điểm hiện tại thì chắc là cũng chưa phải điều chỉnh cái giá nhiên liệu. Tuy nhiên nếu như sau này đến tháng 6, tháng 7 mà
mà cái giá nhiên liệu nó có sự biến động nhiều, đúng không? Thì đương nhiên chúng ta sẽ phải bù trừ thêm cái gì ạ? Cái phần chi phí nhiên liệu là xăng và dầu, đúng không? Các anh chị biết là cấu thành đến cái giá gì ạ? Cái giá máy này thì sẽ bao gồm có chi phí về nhân công và chi phí nhiên liệu, đúng không? Tại thời điểm gì? Quyết định 33 ban hành, đúng không? Là ngày 11 tháng 4 năm 2021, đúng không? Thì cái chi phí nhiên liệu của thời điểm đó, đây, nó là như thế này. Đây, tôi mở cái quyết định 33 lên cho các anh chị biết. Đây. Nhân công, đây là ca máy, đúng không ạ? Đây, quyết định 33 đây. Đó, đây, các anh chị thấy này. Đây, chi phí máy thi công, nhiên liệu đây, đúng không? Được xây dựng với giá xăng là 16.500. Giá nhiên liệu diesel là 13.190 đồng, đúng không? 19 đồng. Thế thì nếu như sau này cái giá nhiên liệu là xăng và dầu nó có thay đổi thì các anh chị sẽ thực hiện như sau này. Chúng ta sẽ được tính phần bù trừ cái nhiên liệu đó bằng cách là chúng ta kích phần bù giá đây. Đó, thì phần mềm nó sẽ hiển thị ra chúng ta cái bảng bù giá ca máy này. Đó, và trong cái bảng bù giá ca máy như tôi vừa trình bày các anh chị đã chia sẻ với các anh chị là gì? Cấu thành nên chi phí máy nó sẽ có chi phí về nhân công, điều khiển máy, đúng không? Thợ điều khiển máy đó, và chi phí về nhiên liệu. Thế thì tại thời điểm này chi phí nhân công không có gì thay đổi, nó vẫn đang áp dụng theo quyết định gì 29, do đó chúng ta không tính nữa, chúng ta kích vào đây, chúng ta bỏ đi, anh chị lưu ý nhé, bỏ đi, và chúng ta chỉ tính đến cái yếu tố chi phí nhiên liệu, đúng không? Chi phí nhiên liệu. Thế thì để mà điều chỉnh được cái chi phí nhiên liệu, tôi ví dụ như là sau tới cái giá nhiên liệu thay đổi thì chúng ta kích phải chuột đây, phần mềm nó có cái chức năng là nắp giá nhiên liệu từ file giá như này đó, và chúng ta kích vào phần tải về đó. Và cũng chia sẻ với các anh chị là cái giá nhiên liệu này thì được phần mềm Meta cập nhật thường xuyên nhé, theo cái công bố hàng tháng của Petrolimex. Và như các anh chị biết là hàng tháng thì là Petrolimex có công bố 2 lần, đúng không? 2 lần điều chỉnh giá đó. Và hiện nay thì ETA đã cập nhật đến giá của ngày 27 tháng 4, đúng không? Ở Lai Châu chúng ta thuộc vùng 2, chúng ta kích vào đây, chúng ta nắp giá đó, thì lập tức các anh chị thấy ngay là gì ạ? Cái giá xăng, đúng không, có sự thay đổi chênh lệch không đáng kể, 160 mấy đồng này. Giá nhiệt điện thì giữ nguyên, đúng không? Giá dầu thì chênh lệch cũng bằng này thôi. Thế thì sau khi mà chúng ta điều chỉnh xong được cái phần này thì cái phần chênh lệch bù nhiên liệu này nó sẽ được kết chuyển sang giá máy chúng ta đây. Đó, các anh chị thấy với giá gì, giá điện không thay đổi thì không có phần bù, đúng không, nhưng phần xăng và phần dầu đã, chúng ta đã được bù bằng này, đúng không, và nó ra giá hiện trường và lập tức nó tính cho chúng ta cái phần chênh lệch giá máy, đúng không, rất là nhanh chóng, là khối lượng và phần chênh lệch. Thì như vậy các anh chị thấy là rất nhanh chóng chúng ta đã hoàn thành được 3 cái phần. Một là điều chỉnh về vật liệu để tính là chi phí vật liệu, đúng không? Hai là điều chỉnh về chi phí nhân công theo vùng, là vùng 3 thành phố và vùng 4 các huyện. Ba là chúng ta điều chỉnh được phần máy thi công, là chúng ta đã nắp được cái giá máy theo vùng 4. Đồng thời là gì ạ? Các anh chị lưu ý là riêng phần máy thì có một chút chú ý là chúng ta sẽ phải gì? Điều chỉnh thêm cái phần bù xăng và dầu theo thời điểm mà Petrolimex công bố. Thì sau khi chúng ta đã hoàn thành xong 3 bảng này, chúng ta sang cái phần dự thầu. Thì trong phần dự thầu thì cái này nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó phân tích đơn giá chi tiết này, sau đó thì sang đơn giá tổng hợp dự thầu chúng ta thôi, cái này không có gì khó khăn nên tôi chạy qua thôi. Tiếp đến nữa là sang bảng tổng hợp kinh phí dự toán, thì các anh chị thấy đúng không, ngay kết quả phần chênh lệch vật liệu chúng ta tính được trước đó đã được kết chuyển sang đây, phần chênh lệch nhân công từ vùng 3 sang vùng 4 cũng đã được kết chuyển sang đây. Tiếp theo nữa là chênh lệch máy, thì bao gồm có gì, chênh lệch giá máy giữa vùng 3 vùng 4 và phần nhiên liệu máy cũng đã được kết chuyển sang đây, và chúng ta ra được giá dự toán công trình như này, đúng không? Rất là nhanh chóng như vậy. Thì mặc định là phần mềm đang để mẫu là mẫu bù giá. Nếu như các anh chị muốn chuyển sang cái mẫu khác thì chúng ta thích chọn đây, chúng ta chuyển sang mẫu. Và cũng mặc định thì phần mềm đang để mẫu là mẫu công trình dân dụng. Trường hợp mà các anh chị muốn chuyển sang loại công trình khác như là giao thông hay nông nghiệp thì chúng ta kích vào phần hệ số này. Chúng ta điều chỉnh cái loại công trình ở đây, đúng không? Chọn mẫu ở đây và điều chỉnh công trình ở đây, là ví dụ tôi chọn công trình giao thông. Đó, thì lập tức cái hệ số của công trình giao thông nó sẽ được kết chuyển, đúng không? Và khi mà chúng ta điều chỉnh ở bên bảng tổng hợp dự toán này thì đồng thời bên đơn giá chi tiết nó cũng sẽ được điều chỉnh theo anh chị nhé, chúng ta không phải điều chỉnh bên này nữa. Đây, công trình này giao thông rồi đó. Tiếp theo chúng ta sang phân tích vật tư, thì cái này nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ là phân tích thôi, tổng hợp vật tư đó. Như vậy đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong được một hồ sơ dự toán nho nhỏ, một công trình nho nhỏ để lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn gì ạ? Tỉnh Lai Châu, áp dụng theo hai cái quyết định mới nhất hiện hành, đó là quyết định 29 về nhân công và quyết định số 33 về ca máy, rất là nhanh chóng trên chương trình dự toán data vậy thôi. Và để in ấn hồ sơ dự toán thì các anh chị in hồ sơ nào, bảng nào thì các anh chị kích vào bảng đấy để in thôi. Ví dụ tôi in đơn giá chi tiết thì kích vào đây tôi in. Thì có một cái lưu ý các anh chị là trên phần mềm Meta là in hoàn toàn tự động, in trực tiếp trên phần mềm. Đối với một số phần mềm khác theo tôi được biết ấy, thì các anh chị sẽ phải xuất Excel để mà điều chỉnh hồ sơ dự toán. Thì trên phần mềm Meta cái này đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian các anh chị rồi. Là chúng ta sẽ in trực tiếp trên phần mềm chứ không cần phải xuất Excel nữa. Đó, đây là in đơn giá chi tiết, tôi in tiên lượng, tôi về đây tôi in như này. Đó, anh chị thấy không? Bảng biểu in rất là đẹp, thậm chí là cho phép chúng ta có thể đặt được thông số in đây. Trên dưới trái phải này, header, footer là chúng ta hoàn toàn tùy biến được nhá. Anh chị lưu ý như vậy. Thì cái việc in ấn trên hồ sơ là rất là nhàn.
Thế thì sau khi mà chúng ta hoàn thành xong in ấn hồ sơ rồi, trường hợp mà chúng ta muốn chuyển cái file dự toán này cho một cái đơn vị có liên quan thì chúng ta kích vào cái, chúng ta lưu cái công trình này ra dạng Excel nhé. Anh chị kích vào đây, xuất ra, lưu ra dạng Excel như này, tôi lưu là một file Excel như này. Đó. Quá trình lưu thì chúng ta có thể lưu toàn bộ hoặc là lưu một vài cái sheet theo ý muốn, đúng không? Tôi xuất ra như này. Đó. Thì khi mà đưa file này ra Excel thì các anh chị sẽ thấy kết quả là gì? Trên phần mềm thế nào thì trên Excel nó tương tự như vậy, tất cả các sheet đầy đủ tính toán chi tiết ở trên này. Và thậm chí là trên này chúng ta có thể điều chỉnh được hồ sơ dự toán bình thường vì nó có đầy đủ các liên kết tính toán. Các anh chị nhìn thấy đây, ví dụ đây cái giá vật liệu nó liên kết bằng giá vật liệu này. Đó, như này. Và chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh trên Excel mà giá trị dự toán lại chạy theo bình thường. Đây đây cũng là một cái tiện ích rất hay của ETA, giúp cho chúng ta điều chỉnh hồ sơ dự toán trên file Excel nó cũng thuận tiện hơn. Đó thì như vậy trên đây là tôi đã hướng dẫn cho các anh chị cách lập hồ sơ dự toán một công trình nho nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu áp dụng theo hai quyết định, 29 và quyết định 33, một cái về nhân công, một cái về ca máy, đúng không? Thì trên phần mềm dự toán ETA đã tính sẵn cái đơn giá cho chúng ta là địa bàn vùng 3 là thành phố Lai Châu rồi, và cũng nhắc lại với các anh chị là cơ sở dữ liệu đơn giá này là mang tính chất tham khảo vì hiện nay Ủy ban tỉnh Lai Châu chưa ban hành cái bộ đơn giá, mà chúng tôi sẽ dựa vào hai quyết định là quyết định 29, quyết định 33 mà chúng tôi đã nắp vào trong cái định mức 10 để xây dựng nên đơn giá cho chúng ta để chúng ta sử dụng cho thuận tiện hơn, đúng không ạ? Thì trong quá trình các anh chị lập dự toán trên địa bàn tỉnh Lai Châu nếu có bất kỳ vướng mắc gì, các anh chị vui lòng truy cập vào website tại địa chỉ là dự toán data.vn. Trên này có đầy đủ các số liên hệ, điện thoại liên hệ để các anh chị có thể chúng tôi có thể hỗ trợ các anh chị bất kỳ lúc nào để làm sao chúng ta có thể là lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất. Đó, rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái video này và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các anh chị trên địa bàn tỉnh Lai Châu sử dụng cái chương trình phần mềm dự toán ETA một cách tốt nhất. Mong tiếp tục nhận được cái đóng góp của anh chị để mà chúng tôi có thể hoàn thiện cái chương trình một cách tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.